động đó, nhiều khi chỉ cần quan tâm đặc biệt em một chút xíu thôi thì em có tình cảm liền. Nó có bốn nhóm. Nhóm đầu tiên ấy, nóng nảy. Nhóm thứ hai, trầm tĩnh. Nhóm thứ ba, linh hoạt. Và em rơi vào nhóm 4, nhóm ưu tư. Và nhóm ưu tư này thuộc loại rất chín chắn, rất là tự ti, thần kinh ấy, thì nó có đặc điểm so với các nhóm khác là hơi bị yếu. Cho nên ở bên này nó có một cái cần một cái trợ giúp. Mà cái trợ giúp này chắc chắn không phải là mèo. Nó phải là gỗ lim. Nó đổi lại một cái anh thần kinh rất là mạnh, trầm tĩnh, chỗ dựa chắc chắn, động viên liên tục. Đến khi em lấy được tự tin thì bắt đầu em đè thẳng cái xuống này. Thì bây giờ phải lấy lại tự tin. Mà muốn lấy tự tin dễ lắm. Vậy là phải tìm một anh. Em phải có một cái người nào đó, họ có thể làm đạo diễn cả cuộc đời cho em. Không phải cần là người yêu, thậm chí một người bạn nào đó mà họ chín chắn nha. Thí dụ như thầy ở đây, có thể em sẽ tới học lớp thầy, anh nghĩ là như thế. Thầy sẽ có những cái phương hướng, những cái định hướng cho em đi. Và thầy sẽ điều chỉnh cái chỉ số IQ lại cho em. Dạ. Từ một cái con người đang bước vào với showbiz rất là thuận lợi như trải thảm đỏ luôn. Dạ. Từ một cô gái xinh đẹp được bao nhiêu người hâm mộ và fan rất là nhiều luôn. Và từ cô gái rất là dễ thương, đùng một phát em trở thành một cái hiện tượng có thể nói nó thay đổi hoàn toàn luôn. Gần như là mọi người nhìn nam em một con mắt khác lúc em mới vừa bước vào nghề. Em có thấy sốc về điều đó không? Em không dám đối diện với nó. Tại vì em thấy là em đã làm một cái gì đó rất là kinh khủng. Cho nên người Nhật người ta có câu như sau: ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần thì thành công. Đằng này em mới ngã một lần, thế là em nằm nguyên. Người ta ngã 7 lần thì đến lần thứ 8 người ta không thể ngã được nữa. Cho nên đời có 5 ông thầy: thầy trên bục, thầy đời, đập đập, thầy bạn. Tức là thiếu thầy bạn. Thầy đời thì có rồi mới được có một. Sau đó là thầy sách, tiếp theo là thầy thần tượng, và cuối cùng là thầy internet lợi hại nhất. Cho nên là mình từ từ. Anh là người té không phải 7 lần đâu, 700 lần. Anh là người té không phải 7 lần đâu, 700 lần. Và cứ sau mỗi lần té mình cứ đứng lên. Nhưng mà nam em thử ví dụ một cái sự kiện nào không? Sự kiện là tự nhiên là mất tài chính này, mất của cải này, sự tự nhiên lại sập sự nghiệp này, yêu đương, ví dụ thế. Trường hợp nào cụ thể đó? Chắc yêu đương. Yêu đương. Ôi giời ơi. Thật sự trong cuộc đời đó, thất tình là một cái cảm xúc tận cùng của cảm xúc. Hãy một lần thất tình để chúng ta biết được đỉnh cao của sự cảm xúc. Rồi sau đó là chúng ta không có gì giết chết chúng ta được hết. Và anh nghĩ rằng em đã vượt qua một lần và em cố gắng đứng dậy đó, thì anh nghĩ rằng sau này không có cái gì để giết chết cảm xúc của em. Em bị cái em ngu mà lì luôn á. Em bị cái em ngu mà lì luôn á. Kiểu em thất tình xong rồi em cứ cố gắng kiếm một cái người lắp vào cái chỗ đó rồi cái thất tiếp. Đã bao nhiêu lần thất tình rồi? Rất nhiều, chắc cỡ trăm ạ. Thích. Dạ, xin gửi lời chào tới khán giả đang xem chương trình Giải Mã Kỳ Tài. Ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là hân hạnh khi được ngồi đây, bởi vì thứ nhất là được hiểu thêm về bản thân mình, thứ hai là có rất là nhiều vốn sống cho những cái ngày tháng tiếp theo, bởi vì em còn quá trẻ và cũng cần có sự góp ý cũng như là cái sự thay đổi từ chương trình này. Rất mong quý vị theo dõi đến cuối chương trình ạ. Không, rất là dễ thương thầy. Nam em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996 tại Tiền Giang, được biết đến là một nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Nam Em là cái tên luôn thu hút sự chú ý của khán giả. 19 tuổi, Nam Em tham gia cuộc thi Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015 và đạt ngôi vị cao nhất. Cũng trong năm 2015, cô tiếp tục thử sức với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và lọt vào top 10 chung cuộc. Năm 2016, Nam Em đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2016 và lọt vào top 8. Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Trái Đất, Nam Em bắt đầu bước chân vào showbiz. Cô nhận được sự yêu mến từ khán giả nhờ sự ngây thơ, duyên dáng và hài hước của mình. Thế nhưng, chính Nam Em lại làm mất hình ảnh của mình trong mắt khán giả sau những ồn ào về chuyện tình cảm. Trải qua những cú sốc về tinh thần quá lớn, Nam Em làm cách nào để vượt qua? Giải mã Nam Em, lý trí và cảm xúc đi tiếp như thế nào? Ở trong giới nghệ sĩ, đôi khi mà mình hay dùng cái từ sụt khùng quá vậy. Và cô này cũng là một trong những cái người mà nó nói, đôi khi thấy Nam Em khùng khùng á. Em có cảm giác vậy không? Dạ em khùng thiệt chứ phải vậy. Em bị khùng thiệt. Bị khùng thiệt hả? Dạ. Đôi có đoạn bao giờ em gọi là mất kiểm soát với cái khùng khùng đó không? Dạ có chứ.
tại vì em mất kiểm soát cho nên là cuộc sống em nó mới ra nông nổi này. Chứ nếu mà em kiểm soát nó tốt thì có lẽ là cuộc sống em sẽ happy hơn và em sẽ trưởng thành hơn. Nhưng mà cái cuối cùng em cũng đã nhận ra cái việc em làm sai. Em không có kiểu cố gắng ôm cái sai trong người, giống như là cái nút thắt mình không gỡ ra được. Thì tới bây giờ ngồi đây, một phần nào đó em đã gỡ ra được cái nút thắt, cho nên cái bệnh khùng em cũng đỡ đi nhiều hơn. Anh xem em rất là nhiều chương trình. Thật sự là cái khùng của em đáng yêu lắm. Vấn đề chúng ta kiểm soát lại được một chút xíu. Em là quê Tiền Giang đúng không? Dạ. Yeah. Là cùng quê với anh á. Em vào showbiz năm nào? Hình như là năm 2018 em đi thi Hoa hậu. Sau cuộc thi là vào showbiz luôn. Kiểu mới bước chập chững bước đi rồi xong sau đó bị dính rồi xong rồi đi theo luôn. Con người em lúc mà bước vào showbiz của thời gian đó, nó có thay đổi, nó có khác gì không? Dạ khác hoàn toàn. Trước đây em là một người ít nói, rụt rè, không có dám thể hiện cái bản thân, lúc nào cũng gom người lại, thu cái thế giới của mình lại, không có dám show ra cho mọi người. Và khi vào showbiz thì mình khám phá được những cái tiềm ẩn bên trong của mình rồi, thì tự nhiên mình không có control được, khi mình đẩy nó đi xa quá luôn. Cái khám phá được những tiềm ẩn của em là gì? Giống như kiểu những cái tính cách thích sự mạo hiểm á. Rồi thích làm những cái việc nó khùng điên, nó không giống người. Cái tư duy em lúc đó thì nghĩ là đời người sống có một lần, làm đi cũng sao đâu, kiểu không có nghĩ cái hậu về sau á. Nhưng mà thật ra em cũng chưa có giải mã hết được những cái tính cách này. Giống như thầy nói ngay lúc đầu, chưa giải mã được chính mình nữa. Nam em sẽ thành công nếu tăng nhận thức ấy, thì xin chia sẻ với nam em thế này. Nó có các chỉ số để tồn tại. Và nếu anh thiếu chỉ số hoặc chỉ số có mà thấp thì anh thua. Tài mấy người ta cũng dẫm lên lưng. Chỉ số đầu tiên là IQ, là năng lực cá nhân. Chỉ số này chỉ chiếm 25% thành công. Chỉ số thứ hai là chỉ số EQ, EQ. Chỉ số cảm xúc. Nó chiếm ít nhất là 75%. Chỉ số thứ ba là chỉ số AQ, nó gọi là chỉ số vượt khó. Chỉ số tiếp theo là PQ, là cái chỉ số say mê. Chỉ số CQ là chỉ số sáng tạo. Và chỉ số FQ là cái chỉ số mà mình có năng lực để mình giải quyết được vấn đề. Cái vấn đề lõi của vấn đề trong cái cuộc sống của nghệ sĩ ấy, thì cái chỉ số EQ là mình nên bàn một tí, là chỉ số cảm xúc. Nó quyết định tới 75-92% để thành công. Cho nên tôi nhìn anh này tôi biết anh ấy kiểm soát được cảm xúc. Ai cũng có cảm xúc, nhưng ở đây người ta cần thông minh cảm xúc. Còn về trí não, người ta cần thông minh trí não. Người thắng thuộc về người thông minh cảm xúc. Cho nên khi mà ngu về cảm xúc thì nó là kẻ thù số 1 của thành công. Mà thông minh cảm xúc thì đo bằng 4 yếu tố. 1. Hiểu mình là ai. Cho nên phim Mỹ bao giờ người ta có một câu: tôi sẽ làm việc gì tôi giỏi nhất, vì họ rất hiểu họ. Thứ hai, thông minh cảm xúc ấy, là khả năng điều chỉnh mình. Tôi thích cáu là tôi cáu, tôi thích nhu là tôi nhu, nó nằm trong cái tầm của tôi. Thứ ba là khả năng thông minh xã hội, tức là ra bên ngoài nói với anh Linh ra làm sao, nói với trẻ nít thế nào, thấu cảm ra làm sao, đổi mình thế nào, nó mới ra thành công. Thì nếu mà nhìn theo cái cách đó có lẽ nó cũng rõ ràng. Thế thì nam em thấy mình có thông minh cảm xúc không? Mình có hiểu mình không? Mạnh cái gì, yếu cái gì? Tôi đã tung đòn quả đấm trái của Tyson là không có kẻ đỡ được. Cho nên bên này là tự tin, nhưng gặp cái người ta mạnh né ra, mình không có cửa, vì mình hiểu mình. Em thì thấy là em cũng thông minh, nhưng mà giống như là người điên thông minh á. Hay là cái gì điên á thì em thông minh lắm. Còn thấy gì mà tỉnh táo là em dở cái đó. Ủa đâu phải dễ điên đâu em. Em biết em điên là em giỏi đấy chứ. Có khi người ta điên người ta không biết luôn. Đây là con người rất giàu cảm xúc thầy. Em đã từng xem cô này rất nhiều chương trình rồi. Cười là cười thoải mái, có thể rất là tự nhiên. Khóc cũng khóc thoải mái, không cần phải ai sợ ai hết. Và thậm chí muốn nói gì cũng nói luôn. Nhưng ở năm em nè, anh nghĩ rằng là nếu có một người nào đó, một đạo diễn về cảm xúc, đặt đúng vị trí đó, thì em sẽ truyền cảm xúc đúng cho mọi người. Và cái cảm xúc đó người ta gọi là cái hồn của diễn viên để truyền cho khán giả. Thật ra thì nếu em thành công khi em biết lắng nghe nhiều hơn. Trước đây em bị yêu bản thân quá. Em cho rằng là tất cả những lời góp ý của mọi người là
chỉ là làm cho em không thể hiện được cái cá tính của mình thôi. Và em cứ bảo vệ cho những cái tư tưởng trong cái đầu em cho nó là đúng. Thì sau này khi mà vấp ngã và gây chính cái câu chuyện là em thường xuyên vào cấp cứu. Chỉ vì em không có control được cái cảm xúc của mình. Em cứ nghĩ là em sắp chết tới nơi rồi, em sắp tắt thở tới nơi rồi. Thấy vào được cấp cứu em mới sống được, chứ em ở ngoài em sẽ chết, ở ngoài em sẽ chết. Sau rất nhiều lần cứ vào cấp cứu hoài, em cảm thấy là em phải tỉnh táo ra chứ em không lẽ. Rồi gặp rất là nhiều y bác sĩ, người ta cho em rất là nhiều lời khuyên. Thì sau đó em bắt đầu học cách là lắng nghe nhiều hơn, học còn nghe cái bản năng của mình nữa. Và em học cách là buông bỏ nữa. Hiện nay công việc chính của em là gì? Gần đây thì em nhà nuôi mèo thôi. Em đang định mở một cái shop thú cưng á, tại vì không hiểu sao từ khi mấy con mèo nó xuất hiện trong cuộc sống em bắt đầu cảm thấy em yêu đời hơn, em sống tốt hơn, em không còn sống theo kiểu theo cảm xúc mà không có điều khiển được nó nữa. Em bị ngu muội á. Thì cái con đường showbiz của em thế nào rồi? Hầu như em không hoạt động nhiều nữa, mà chủ yếu là em control cái con người em lại trước cái đã. Em phải tốt thì em mới làm tốt được mọi thứ. Em cũng không dám nhận nhiều chương trình đâu, tại vì nhiều khi em nhận mà em không có trách nhiệm với nó, em sợ em làm ảnh hưởng tới chương trình á. Rồi cũng có những chương trình người ta không dám mời em là cũng vì cái tính cách của em. Nhắc tới năm em là người ta sẽ cảm thấy là à, cô này không có ổn định, nên là người ta cũng rất là ngại mời em. Với lại một phần là khi mà quay trở lại làm việc thì em bị cảm giác là em bị tự ti, em bị mặc cảm, em không dám đối diện với những cái quá khứ của em đã làm. Nhiều khi chính em cảm thấy là em không còn thuộc về thế giới nghệ sĩ nữa. Em cũng tìm cách chọn cho em những cái thú vui khác ở thế giới bên ngoài. Nhiều khi cũng muốn là một người bình thường. Thì lúc mà em có được cái thông minh cảm xúc á, thì mọi công việc của em nó tốt á. Nhưng mà sau khi đó em vướng vào cái tình cảm, kiểu như em là một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Và khi em bị hụt hẫng quá lớn trong cuộc sống, thế em bắt đầu em buông xuôi, em cứ để cho cuộc đời nó trôi đâu thì trôi. Tại sao em dạy vậy? Thật ra gia đình em rất là nghèo, và khi em vào được showbiz là cái sự cố gắng rất là lớn, và cũng có một cái sự đánh đổi. Đánh đổi đây là không phải là đầy bạ, mà là mình không có nghĩ cho bản thân mình hy sinh nhiều thứ. Rồi em lúc đó em áp lực về gia đình, áp lực về tài chính, áp lực về công việc, cho nên là em cảm thấy em không còn cố gắng để control nó được. Có nghĩa là lúc đó em mất cân bằng, em không có giữ được. Có vẻ đây là một cô gái quá yếu về thần kinh luôn á thầy. Thế tại sao nám em không thay cái con mèo bằng một cái người ấy? Thì mình có cái trụ thế này, thế là mình dựa vào nó. Mình dựa vào con mèo thì nó đã yếu, nó càng yếu vì con mèo nó còn yếu hơn mình ấy. Em chọn cái người đó em dựa vào thì tự nhiên cái người ta biến mất. Ủa còn nhiều người mà. Khi con cá mất ấy, là con cá bự. Thực ra nó không bự như em nghĩ đâu. Cứ mang mãi cái đấy trong đầu thì em chết. Không phải mang mà em cũng cố gắng em ấp bình. Em rất là muốn tìm một người để dựa vào, nhưng mà không hiểu sao dựa trúng người nào là bây giờ đó. Cứ từ từ, còn nhiều, nếu không nhờ anh Linh, nhờ thầy Dương giới thiệu cho. Chứ không thể dựa vào mèo, đấy là một. Đúng, đừng dựa vào mèo. Không lẽ trong cuộc đời này, trên hành tinh này không còn một con người nào tốt hay sao? Chỉ có mấy con mèo hay sao? Không phải là không có, mà là chưa có đúng thời điểm. Cái cảm xúc làm cho em tự ti lại với cuộc đời một tí là do người khác, người ta tác động vào. Yêu người ta rồi đi bỏ, thế là mình bực quá. Thế trong đó là điều tiếng làm cho cảm xúc của mình nó dội lên. Thế nhưng đấy là cái chuyện người ngoài. Bây giờ tôi muốn hỏi em là tự em có hành hạ em không á? Có. Đấy đấy, thế là lỗi mình chứ đâu phải lỗi tại người đối diện. Thì mới chơi với mèo đó. Chơi với mèo ấy, cái đó nó càng nặng nữa. Đấy là ý tôi muốn nói. Dạ. Phải chơi ngay với cái thằng như tôi này này. Dẹp, không có nghĩ thế được. Bắc, thế là tự nhiên nó cân lại chứ. Yeah. Mèo nó có làm được đâu. Không có gì phải tự trách mình. Khi mà mình thấy cái cửa này đóng là nó chết rồi. Cái cửa này cửa vàng, cửa bạc, cửa này rộng quá mà đóng là mình chết rồi. Nhưng mà em biết rằng
bên cạnh cánh cửa đó, đằng sau cánh cửa đó, đằng trước cánh cửa đó, trên cánh cửa đó, nó có hàng vạn cánh cửa, nó còn đẹp hơn cánh cửa đó thầy hả? Đúng không? Người ta gọi hành vi đó là vượt ngưỡng. Trong đầu em hiện nay là cái ngưỡng của em để thấp quá. Vượt chính mình, chiến thắng chính mình là thắng tuyệt đối. Không có cái gì trên đời này là không thể. Cái đằng này của em là cái này là không thể. Không thể tìm được người tốt. Là sao lại không thể? Không thể nào vượt qua được. Tính mình nó thế không vượt qua được. Ấy tại sao nó có mệnh đề đó? Không có hành động. Nhưng mà cái con người của em là dễ bị rung động, dễ bị tác động đó. Nhiều khi chỉ cần quan tâm đặc biệt em một chút xíu thôi thì em có tình cảm liền. Nó có bốn nhóm. Nhóm đầu tiên ấy, nóng nảy. Nhóm thứ hai, trầm tĩnh. Nhóm thứ ba, linh hoạt. Và em rơi vào nhóm 4, nhóm ưu tư. Và nhóm ưu tư này thuộc loại rất chín chắn, rất là tự ti, thần kinh ấy, thì nó có đặc điểm so với các nhóm khác là hơi bị yếu. Cho nên ở bên này nó có một cái cần một cái trợ giúp. Mà cái trợ giúp này chắc chắn không phải là mèo. Nó phải là gỗ lim. Nó đổi lại một cái anh thần kinh rất là mạnh, trầm tĩnh, chỗ dựa chắc chắn, động viên liên tục. Đến khi em lấy được tự tin thì bắt đầu em đè thằng ấy xuống này. Thì bây giờ phải lấy lại tự tin. Mà muốn lấy tự tin dễ lắm. Vậy là phải tìm một anh. Em phải có một cái người nào đó họ có thể làm đạo diễn cả cuộc đời cho em á. Không phải cần đó là người yêu, thậm chí một người bạn nào đó mà họ chín chắn nha. Thí dụ như thầy ở đây, có thể em sẽ tới học lớp thầy. Anh nghĩ là như thế, thầy sẽ có những cái phương hướng, những cái định hướng cho em đi, và thầy sẽ điều chỉnh cái chỉ số IQ lại cho em. Dạ. Yeah. Từ một cái con người đang bước vào với showbiz rất là thuận lợi như trải thảm đỏ luôn. Yeah. Từ một cô gái xinh đẹp được bao nhiêu người hâm mộ và fan rất là nhiều luôn. Và từ cô gái rất là dễ thương, đùng một phát em trở thành một cái hiện tượng, có thể nói nó thay đổi hoàn toàn luôn. Gần như là mọi người nhìn em một con mắt khác lúc em mới vừa bước vào nghề. Em có thấy sốc về điều đó không? Em không dám đối diện với nó. Tại vì em thấy là em đã làm một cái gì đó rất là kinh khủng. Thế nên người Nhật người ta có câu như sau: ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần thì thành công. Đằng này em mới ngã một lần, thế là em nằm nguyên. Người ta ngã 7 lần thì đến lần thứ 8 người ta không thể ngã được nữa. Cho nên đời có 5 ông thầy: thầy trên bục, thầy đời, đập đập, thầy bạn. Tức là thiếu thầy bạn. Thầy đời thì có rồi mới được có một. Sau đó là thầy sách. Tiếp theo là thầy thần tượng. Và cuối cùng là thầy internet lợi hại nhất. Cho nên là mình từ từ. Anh là người té không phải 7 lần đâu, 700 lần. Anh là người té không phải 7 lần đâu, 700 lần. Và cứ sau mỗi lần té mình cứ đứng lên. Nhưng mà nam em thử ví dụ một cái sự kiện nào không? Sự kiện là tự nhiên là mất tài chính này, mất của cải này, sự tự nhiên lại sập sự nghiệp này, yêu đương, ví dụ thế. Trường hợp nào cụ thể đó? Chắc yêu đương. Yêu đương. Ôi giời ơi. Thật sự trong cuộc đời đó, thất tình là một cái cảm xúc tận cùng của cảm xúc. Em một lần thất tình để chúng ta biết được đỉnh cao của sự cảm xúc. Rồi sau đó là chúng ta không có gì giết chết chúng ta được hết. Và anh nghĩ rằng em đã vượt qua một lần và em cố gắng đứng dậy đó, thì anh nghĩ rằng sau này không có cái gì để giết chết cảm xúc của em. Em bị cái em ngu mà lì luôn á. Em bị cái em ngu mà lì luôn á. Kiểu em thất tình xong rồi em cứ cố gắng kiếm một cái người lắp vào cái chỗ đó rồi cứ thất tiếp. Đã bao nhiêu lần thất tình rồi? Rất nhiều rồi, chắc cỡ 100 ạ. Cả 100 lần thất tình đó hả? Dạ. Thì có rút ra được cái gì không? Rút ra được đau đớn thôi. Nó càng ngày làm cho mình càng yếu đuối hơn. Em nghĩ một cô gái như này mà đã trải qua cả 100 lần thất tình hả? Tại vì có những người mới gặp lần đầu em cũng yêu được. Gì kỳ vậy? Cái đấy thì tôi tin vì gặp mèo còn yêu mà. Kiểu em là cái đứa thèm thuồng cái cảm giác được yêu á. Nhưng mà chỉ là tình yêu về tư tưởng thôi nha, chứ không phải là tình yêu thể xác. Sao muốn về tình yêu với mẹ, với em, những người thân mình đi, để mình quên những cái mối tình bất thường như thế. Thật ra luôn hướng, nhưng mà cái năng lượng nó mạnh quá, em không khống chế được nó. Nó là một cái gì đó, nó kéo em đi, mình giống như là em bị trôi theo nó, em không có bơi được gì bờ. Vậy thì trong cuộc đời em á, hàng trăm mối tình, em nhớ nhất mối tình nào? Mối tình nào mà khán giả nhớ nhiều nhất, mối tình nào mà khán giả nhớ nhiều nhất. Thế bây giờ ngồi trước thầy Dương với anh Linh có cảm giác yêu anh nào không? Bây giờ hả? Bây giờ này, thấy người dễ yêu hỏi thử. Không có. Không có đấy, cho nên đâu có gì đâu, chuyện nhỏ thì gặp mấy kia nó cũng thế thôi, gì nữa. Không, nhưng mà nãy giờ không có cảm xúc, nhưng mà nó có cái sự đồng cảm.
về cái linh hồn. Ở đây nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất không phải là em gặp ai không thích. Em bị yêu về cái linh hồn á, yêu bằng cái cảm xúc ở trong tâm trí nhiều hơn. Còn cái xác thịt thì nhiều người không tin, nhưng mà cái sự thật là từ đó tới giờ em chưa có va chạm. Đấy, cái chỗ đó là thiếu kinh nghiệm. Khi em yêu bằng tâm hồn xong em cho người ta va chạm, tự nhiên em bỏ đi. Dễ lắm. Thực ra là không có khái niệm tình yêu tư tưởng với thể xác đâu. Nó biện chứng với nhau lắm. Thể xác là một thành tố, nó thăng hoa tình cảm đấy. Hai hành vi cùng là đụng vào tay em. Một cái là nếu là tình yêu ấy, nó thăng hoa tình cảm, không gì thay thế được. Nhưng mà thầy giáo không yêu em, nhau đụng em thì đó là sự lợi dụng. Cách nhau một sợi chỉ thôi. Nhưng mà chắc chắn tình yêu không bao giờ có cái chuyện chỉ có tư tưởng không. Cái chỗ đó em giải thích thử xem, nó không hiểu nổi. Thì nhiều khi em gặp chỉ là cái hình mẫu, một cái ngoại hình rồi nó đẹp, mà chỉ cần nói với em vài câu hỏi thăm thôi là em yêu liền. Ủa anh nghĩ em đâu có gì đâu khổ ta, tại vì em yêu rất là nhiều. Em bắt đầu em cảm xúc với anh này, cái em thấy anh được cái anh yêu. Yêu xong cái chừng nhiều thời gian rất ngắn, em chia tay với anh đó thì đâu có gì đau khổ đâu. Cái cảm xúc em nó như biểu đồ hình sin thì nó cứ ỉ, nó tối ngày nó vậy đó. Cảm xúc gì lạ vậy trời. Thế con mèo là nó nằm ở đáy hay nằm ở đỉnh? Nhiều khi nó cũng ở trên đỉnh luôn. Nhiều khi có những lúc em cuồng mèo, nó nói mà dù không có hết tiền nào, thiếu nợ phải gom tiền mua cho bằng được. Thôi vậy thà em yêu mèo đi mà, để em khỏi có suy nghĩ tiêu cực đi. Nhưng mà em đang nghĩ là nuôi tới một ngày nào đó rồi ai nuôi em đó. Đó. Vậy thì sẽ có một người sẽ nuôi em và nuôi cả mèo luôn. Con người này rất nhiều xung quanh em. Vấn đề vì em quá vội vàng trong việc xác định đó là người yêu em. Em quá vội vàng trong cảm xúc của mình, không thông minh trong cảm xúc. Thành ra em đặt cảm xúc nó tầm bậy tầm bạ. Tức là cảm nhưng xúc. Nhưng mà có người ta bảo năm em khôn lắm. Nhưng cái đó là tạo độ dễ thương rồi tạo các đồ để này nọ thôi. Thì cũng có ý kiến thế. Em thích làm chiêu trò, nhưng mà không phải là chiêu trò để làm cho mình tốt hơn, mà chiêu trò trong tình yêu á. Nó như là em yêu ai em sẽ thích làm chiêu trò tặng bông, tặng hoa, rồi làm ABCD các kiểu. Cái đó tức là thích hành hạ người ta. Không phải hành hạ. Chiêu trò cho nó cuộc sống nó phong phú, tình cho yêu nó lãng mạn. Cho nó mặn, rắc muối vô. Nhưng mà trong cuộc sống em có chiêu trò gì không? Để đối nhân xử thế tôi hay là... Không, trong tình yêu em mới làm vậy thôi. Thật ra cuộc sống của em nó đơn giản, chỉ có khi yêu vô em mới phức tạp thôi. Mà em nghĩ vậy, con này không đủ sức để làm chiêu trò trong cuộc sống đâu. Thì không đủ sức cho nên nó mới bể. Còn những cái mà người ta đang nghĩ em tạo chiêu trò là tại vì họ bị thấy là em bị làm quá. Mà tại vì em cũng nói rõ là đó là cái cảm giác em chiêu trò, em đang chiêu trò trong cái tình yêu. Khi em không yêu thì em là một người rất là dễ thương, như vậy khi em yêu rồi em có những cái rất là khùng đi, thích tạo cái gì đó nó kịch tính giống như phim vậy đó. Có khi nào em nghĩ em sẽ đến khám bệnh để các bác sĩ định vị và kiểm tra lại tất cả cái cảm xúc của em, thậm chí có thể kiểm soát lại thần kinh nó ổn định hay không? Có, em đã gặp rất là nhiều bác sĩ giỏi ở Việt Nam, chữa rất là nhiều bác sĩ giỏi. Có rất nhiều bác sĩ bó tay. Thầy cho bó tay luôn hả? Cho thuốc uống mà nó không hết, nó bệnh nặng hơn. Chị nói em sao? Thì em bị rối loạn lưỡng cực và trầm cảm. Thì cho thuốc em uống, sau khi em uống thì em bị mập. Và em mập thì bác sĩ mới nói không mập thôi không sao đâu, quan trọng là khỏe là được. Thì em lại nói bác sĩ là không đâu bác sĩ ơi, em mà mập là em chết, em sợ mập lắm, em ghét mập lắm. Rồi sau đó là đổi quá trời đổi thuốc, cuối cùng uống vô không hết, còn hùng nặng hơn. Rồi sau em cũng đi gặp rất là nhiều bác sĩ khác. Thì hiện tại em cũng đã tìm được một bác sĩ đang uống được đúng thuốc. Và bác sĩ đó cũng là người nhắn tin động viên em và kể cho em nghe rất là nhiều câu chuyện về trong cuộc sống, ngay cả trong công việc của họ, cách mỗi ngày họ đối diện với sinh tử như thế nào, để cho em quý trọng hơn về cuộc sống. Đúng, anh nghĩ điều đó được đó. Lúc là rất là hưng phấn rồi, cao trào đến vui tới tận trên trời. Lúc thì thời cảm xúc ở dưới đáy vực thẳm. Có khi nào em làm cái gì mà đúng bằng lý trí của em chưa? Không dùng cảm xúc để hành vi. Bởi vì 80% cái tay của mình nó hành động là do tim nó điều khiển. Nhưng có 20% còn như Lê Thẩm Dương hay Hitler, 100% là do não điều khiển chứ không có cảm xúc ở đấy. Rất nhiều người nói em học cách sử dụng lý trí luôn. Nhưng mà đã dùng nó bao giờ chưa?
Hình như chưa. Thế cái lúc mà lên sân khấu nhảy tưng tưng quá hưng phấn thì nó là cái gì vậy? Là cảm xúc. À, trời cảm xúc quá. Dạ, là cảm xúc. Xem trong lúc về nhà dùng lý trí có thấy mình bất thường? Ơi trời ơi, cái vui mà. Cho nên là mới cuối cùng là ở với mẹ. Tóm lại á, em sẽ cần một bác sĩ tâm lý. Dạ. Ý anh nói bác sĩ tâm lý đây nè, cần một người gần em, có thể đó là người yêu em. Ôi vậy cả. Người ta yêu em hết lòng luôn. Không, cái đó thật, yêu em hết lòng. Dạ. Để là một bác sĩ tâm lý, nhưng mà phải chữ kiên nhẫn nha. Dạ. Kiên nhẫn bên em để có thể điều khiển lại cảm xúc của em. Chứ anh nghĩ thuốc chắc bó tay rồi thầy. Mà thuốc cũng không thể điều khiển được em đâu. Và cho anh thấy được rằng là cuộc sống này tốt đẹp lắm. À, cho anh thấy là cuộc sống này xung quanh chúng ta còn rất nhiều điều tốt đẹp và rất nhiều người thương em, gia đình em, bạn bè em, rất là nhiều người muốn em thay đổi và muốn em thành công. À, chứ không phải xung quanh không có ai, chỉ có mèo không đâu. Thật ra thì hiện tại tình hình sức khỏe của em mọi thứ nó đang rất là tốt. Và bác sĩ cũng nói với em là chắc khoảng 4 tháng nữa là em có thể trở lại cuộc sống thật sự rất bình thường. Thì cái đó là cái sự cố gắng nỗ lực của em. Bác sĩ nói thế nhưng mà anh nghĩ nếu em không phấn đấu, em không có người bên cạnh cũng không được đâu. Nhưng mà nếu mà đặt giả sử một cái người bên cạnh của em bị bệnh còn nặng hơn em thì sao? Được rồi, thua luôn. Lúc đó các cụ nói là nồi nào vung đó đấy. Bây giờ vấn đề là tôi nhìn em, tôi thấy là em nói chuyện ấy nó có lý trí đấy chứ không phải là khó đấy. Dạ. Cứng cỏi lắm. Hình như nó vẫn có một cái gì đó ở đây vì tôi được học lấy bằng tâm lý. Cho nên là tôi nhìn nó có tín hiệu của nó. Cứng cỏi lắm, không phải như yêu đuối như em nói đâu. Có khi nào cáu với người khác, có khi nào đè bẹp người khác không? Có. Đấy thì đâu có phải là non đâu. Và nghe đồn là nam em sẽ thề làm lại cuộc đời. Có tuyên bố cái đó không? Dạ thì tuyên bố cũng dữ lắm ạ. À, tuyên bố dữ lắm xong có tin là mình làm được không? Thì em nghĩ là em sẽ làm được. Có đặt ra cái mục tiêu cao quá. Phải là mục tiêu, có đó không có gì cao cả. Con đường sắp tới của nam em phải thành công. Và nam em có thể trở lại showbiz lợi hại hơn xưa. Thật ra thì hồi nãy giờ em nói ra những cái vấn đề tiêu cực để làm rõ vấn đề thôi. Chứ hiện tại em nhìn cuộc sống nó tích cực lắm. Tích cực nha. Thế tốt rồi đấy. Và nói chung là hồi nãy tiến sĩ cũng nói em là hứa thì em cũng hứa. Mà em cũng sẽ không có đặt cho em mục tiêu quá cao. Với em mỗi ngày mở mắt ra em sống một cuộc sống thật là vui, hạnh phúc, có gì để làm. Thứ nhất là có người để yêu, thứ hai là có việc để làm, và thứ ba là có điều để hy vọng. Mọi chuyện là chuyện nhỏ, em cứ coi những cái chuyện em vừa va bấp là chuyện nhỏ đấy. Cái gì mới là cái lớn thì lại không quan niệm. Ai thì mới khổ. Tiền mới cái lớn, cuộc sống mới là cái lớn nha. Hôm nay em cũng gặp rất nhiều người nói với em là giờ thôi lo nghĩ tiền là quan trọng nhất đi. Đừng nghĩ thích yêu đương gì nữa. Đúng. Cái em cũng thấy là em cũng sắp hết tiền rồi. Mà đúng là hết tiền biết sao sống nữa. Đó. Em ở cái mẫu là nhiều tiền để làm gì? Nhiệm vụ bây giờ là làm gì để nhiều tiền? Em có còn đam mê muốn gắn bó gì với showbiz không? Có, em vẫn còn rất là nhiệt huyết nhưng mà... Vậy thì lúc này đây, theo anh thì em nên đi học. Dạ. Em học một khóa về diễn xuất, vào đó học về tâm lý để cho mình vững vàng hơn, để trải qua nhiều vai diễn, nhiều cuộc đời để mình hiểu hơn cuộc đời nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Và chắc chắn khi có những điều đó, tình yêu nó tự động nó sẽ đến với em. Chúc nam em sẽ trở lại, chúc nam em sẽ giữ gìn sức khỏe và chúc nam em sẽ không bao giờ bi quan nữa hay lạc quan. Và chúng ta hãy đi một con đường đúng đắn theo một những hoạch định mà những đàn anh, những người có uy tín hướng dẫn chúng ta. Một lần nữa thì cảm ơn nam em đã tham gia chương trình để nói lên những cái suy nghĩ của mình để khán giả hiểu hơn về một nam em.